Truyền hình Thông tấn xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự tổng hợp với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác ngành tòa án năm 2012. Trong những ngày năm hết Tết đến, tình trạng trật tự an toàn giao thông trở nên phức tạp với mật độ phương tiện qua lại trên các tuyến đường quốc lộ tăng cao. Vấn đề đặt ra là liệu trong khi toàn bộ lực lượng cảnh sát giao thông đang nỗ lực xử lý vi phạm, thì ở đâu đó, trong bộ phận nhỏ, những người thừa hành công vụ có nảy sinh những hành vi tiêu cực. Tối mùng 3 tháng 1, theo giờ địa phương, cử tri bang Iowa, miền Trung Tây nước Mỹ sẽ đi bỏ phiếu để bầu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012. Chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên này có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 11 tới. Người dân Ấn Độ đang phải trải qua giai đoạn thời tiết lạnh giá bất thường làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cùng với đợt không khí lạnh kéo dài ở nhiều nơi là sương mù dày đặc gây cản trở việc đi lại, đồng thời khiến cho số vụ tai nạn giao thông gia tăng nhanh chóng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2012. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, trong năm 2011, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhìn chung đã được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn ngành đã giải quyết được 299.309 vụ án các loại, đã thụ lý đạt 92%, tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán giảm 3,6%. Việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh tụng được triển khai thực hiện sâu rộng trong tất cả các phiên tòa xét xử các loại vụ án, theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và trên cơ sở các quy định của pháp luật tố tụng. Do đó, chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án tiếp tục được nâng lên. Trong năm 2012, ngành tòa án nhân dân đặt trọng tâm vào các nhiệm vụ tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp, gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của ngành với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới thủ tục tranh tụng tại phiên tòa, làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ việc dân sự và tăng cường đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp tại tòa án để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xét xử, giải quyết dứt điểm các vụ án lớn trọng điểm, làm tốt việc tổng kết thực hiện hiến pháp năm 1992, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thẩm phán và hội thẩm tòa án các cấp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành tòa án nhân dân trong năm 2011, đồng thời lưu ý ngành cần nhìn lại những khuyết điểm, thiếu sót và hạn chế trong thời gian qua. Ngành tòa án nhân dân cần tập trung vào việc nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra các vụ xử oan, sai nghiêm trọng và bỏ sót tội phạm. Khắc phục bằng được việc để các vụ án quá hạn luật định, hạn chế tới mức thấp nhất các bản án quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của tòa án. Các quyết định của tòa án còn thiếu sức thuyết phục, việc áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo chưa đúng, án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án. Cần làm tốt công tác xây dựng ngành tòa án, khẩn trương nghiên cứu xây dựng đề án cụ thể về đổi mới tổ chức hoạt động của Tòa án Nhân dân theo kết luận số 79 ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa 10. Các đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho ngành tòa án, đề án về thời hạn và cơ chế bổ nhiệm thẩm phán, cải tiến tiền lương và chính sách đãi ngộ đối cán bộ ngành tòa án. Cần tập trung vào công tác xây dựng đội ngũ thẩm phán, cán bộ công chức của ngành tòa án đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, dũng cảm dám đấu tranh vì công lý và bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước cũng đề nghị ngành tòa án tổ chức thực hiện tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua phụ công thủ pháp chí công vô tư, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng của cán bộ công chức trong ngành, đặc biệt cần quan tâm công tác xây dựng Đảng, nhất là quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc có kết quả nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 11 về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.
Ngày 3 tháng 1 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2012. Với quyết tâm cao, năm 2012, toàn ngành công thương phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13%, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 108 tỷ đô la Mỹ, nhập siêu khoảng 10% và đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Năm 2011, ngành công thương đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trên các mặt công tác như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, các quy hoạch phát triển, mở rộng thị trường trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu những mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế, những mặt hàng có khối lượng tiêu dùng lớn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực sản xuất phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tập trung thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, góp phần cải thiện cán cân thanh toán. Nổi bật là giá trị sản xuất toàn ngành tăng 12,7% so với cùng kỳ, xuất khẩu tăng 33,3% so với năm 2010, nhập siêu giảm 9,89% so với kim ngạch xuất khẩu. Năm 2012, ngành công thương khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong phấn đấu đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 13% so với năm 2011, phấn đấu tỷ lệ nhập siêu không cao hơn năm 2011. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được của ngành công thương trong năm 2011, nổi bật giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, ngành công nghiệp đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế như đảm bảo điện năng phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân, cung ứng xăng dầu, than cho sản xuất. Bên cạnh đó, công tác xuất nhập khẩu là một điểm sáng của năm, trong đó xuất khẩu tăng 33%, kiểm soát tốt nhập siêu góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ rõ những lợi thế của đất nước về sản xuất nông nghiệp, thị trường bán lẻ, lao động, khai khoáng. Do vậy, ngành công thương cần phát huy lợi thế để phát triển. Chúng ta lúc nào cũng nói công nghiệp phụ trợ hết. Chiến lược công nghiệp phụ trợ chúng ta thế nào? Phụ trợ cho cái gì? Ai cũng nói phụ trợ hết, nhưng phụ trợ cái gì? Phụ trợ cho dệt may, phụ trợ cho da giày, phụ trợ cho cơ khí đóng tàu, cho chế tạo ô tô. Mà phụ trợ đó thì đi như thế nào, sản phẩm nào à, rồi mới là bàn suốt mấy năm rồi đó thì ra được có cái quyết định, các đồng chí trình lên quyết định của Thủ tướng. Bây giờ nghiên cứu sớm đi để có một nghị định hay một cái luật gì đó về cái công nghiệp phụ trợ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng yêu cầu Bộ Công Thương tập trung nguồn lực thực hiện tái cấu trúc ngành công nghiệp, thương mại và tái cấu trúc các doanh nghiệp ngành công thương, nhất là kiểm tra, rà soát lại đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Chiều 3 tháng 1 tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì lễ công bố nghị quyết thành lập Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016. Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2011-2016 gồm Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là Chủ tịch Hội đồng và 18 thành viên. Hội đồng Khoa học có nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo điều hòa phối hợp hoạt động nghiên cứu khoa học trong các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trong việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ và quyết định về mục tiêu, nội dung các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao nghị quyết và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch Hội đồng Khoa học Uông Chu Lưu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc ra đời Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2011-2016 là một sự kiện quan trọng của đất nước trong tiến trình giám sát và đổi mới hoạt động của Quốc hội. Để Hội đồng Khoa học thì phải có quy chế, phải có cách thức hoạt động, phải có chương trình nghị sự, phải chọn vấn đề đúng, phải xác định nội dung đúng, xác định đề tài đúng, triển khai cái quy trình nghiên cứu thì phải đảm bảo đi đầu trong công tác khoa học, nghiên cứu khoa học. Vì cho nên tôi mong rằng là đồng của chúng ta phải trở thành một cái cơ quan để phục vụ công tác quốc hội của chúng ta. Đại diện Hội đồng Khoa học, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Uông Chu Lưu đã phát biểu tiếp thu những chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, đồng thời cam kết sẽ cùng các thành viên hội đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Quốc hội giao phó. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin thời sự tổng hợp lúc 18 giờ ngày hôm qua mùng 2 tháng 1, chúng tôi đã gửi tới quý vị và các bạn phóng sự về thực trạng buôn lậu tại các tỉnh biên giới. Vậy vì sao hoạt động vận chuyển hàng lậu qua biên giới chưa thể chấm dứt? Ghi nhận của phóng viên truyền hình Thông Tấn. Gia đình chị Hứa Thị Trâm ở xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ngôi nhà nằm sát đường quốc lộ nhưng không thấy cảnh làm ăn buôn bán. 5 năm nay làm nghề bốc vác, nhưng trong nhà chị chẳng có một vật dụng gì giá trị
ngoài chiếc xe máy cũ. Vất vả, cực nhọc là thế, nhưng cả hai vợ chồng chị chỉ trông vào công việc cõng vác hàng thuê, mỗi ngày được từ 50 đến 100 nghìn đồng. Cứ đi vào trong Trung Quốc kia ngồi, thì lúc nào có hàng ra thì đi xin vác thì bảo cho tôi vác mới, thì bảo cho thì mình vác về. Ngày tùy, có ngày có hàng thì được 4-5 chuyến, có ngày thì được 1-2 chuyến, có ngày còn về không. Trong làng này cũng khổ, làm cái gì cũng chẳng ra, đất ruộng không có. Cứ đi có cái nào được tiền là cứ đi, nhưng mà còn cái nào phạm pháp về nhà nước thì không nên làm nữa. Thì còn vác hàng, thì có hàng thì vác, không có thì thôi. Có ngày được bữa cơm bữa cháo. Cũng như gia đình chị Trâm, bà Bảo, đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Trình độ dân trí thấp, nhiều người mới học hết bậc tiểu học đã bỏ học để lên núi vác hàng thuê kiếm sống. Đối với người dân biên giới thì dù sao cái điều kiện kinh tế cũng còn khó khăn, cái dân trí là cũng còn ở cái mức độ nhất định. Do vậy trong cái công tác tuyên truyền, công tác giáo dục thì cũng phải dần dần, cũng phải từng bước, cũng phải sâu rộng và cũng phải không có thể một chốc một lát có thể làm ngay được cái việc này, mà chúng tôi xác định là đây cả là một cái quá trình lâu dài. Hàng lậu được tiếp tay bởi chính người dân địa phương. Bên cạnh đó, một số chính sách đang thực thi chưa sát với thực tế, có những kẽ hở để các đối tượng lợi dụng buôn lậu hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, khiến cho các lực lượng chức năng gặp khó khi kiểm soát xử lý. Các đối tượng thường lợi dụng cái hàng của cư dân biên giới được hưởng theo chính sách 254 của Thủ tướng Chính phủ để mà gom góp, sau đó thì dùng cái hóa đơn vận chuyển trên đường. Mà vừa qua cuộc điều tra chống buôn lậu cũng như là các lực lượng chức năng đã bắt giữ ở trong nội địa. Cái này cũng là một cái mà khó khăn cho các cái lực lượng ở cái tuyến biên giới khi nói chung là tổ chức triển khai bắt giữ. Và khi xử lý thì nó rất vướng trong cái quy định về vấn đề hóa đơn chứng từ. Nên chăng chúng ta cũng phải xem lại cái việc mà quản lý, đặc biệt là cái xuất hóa đơn chứng từ của các cái hộ cũng như là các cái đối tượng kinh doanh này. Để có giải pháp hữu hiệu, mang tính đột phá trong công tác đấu tranh, ngăn chặn chống buôn lậu, thì vấn đề nâng cao dân trí, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động là rất cần thiết. Đây là một cái mà chúng tôi nghĩ rằng là cần phải có những cái xem xét, chỉnh sửa lại một số những cái văn bản và cũng xem xét lại cái việc tạo công ăn việc làm cho bà con cư dân ở biên giới, nhất là những bà con trong lúc nông nhàn này, thì phải có những cái ngành nghề phụ hoặc là phải có những cơ chế chính sách áp dụng thế nào. Còn nếu như cứ thực hiện theo 254 như hiện nay thì cái hộ kinh doanh cũng như bà con được hưởng lợi ở đó là rất ít, mà chủ yếu là những đối tượng lợi dụng bà con để mang vác vận chuyển. Cái việc mà làm thế nào phải tạo ổn định cái đời sống cho những người dân, nhất là khu vực biên giới, có công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định, cái đời sống người ta bớt khó khăn đi, thì cái hoạt động mà liên quan đến cái việc đi làm thuê và cái việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới thì nó cũng mới sẽ được ổn định bằng tính chất thực là căn bản được. Không thể phủ nhận những nỗ lực của các lực lượng phòng chống buôn lậu tại Lạng Sơn, song với tình hình buôn lậu diễn ra ngày càng tăng và phức tạp thì rất cần có những giải pháp đồng bộ, liên ngành để giải quyết được tận gốc rễ của tình trạng buôn lậu.